是城市科大国际交流中心的主任郑博元，很谢谢你们能够把学生把你们的最心爱的宝贝送到我们学校来念书，那我们一定会全力照顾他们，让他们在台湾学到东西，有一个快乐的四年。那最后祝大家新年快乐，希望在疫情之中我们都能够很好健康，然后一起共好，新年快乐。中文南梅，xin chào tất cả các bác phụ huynh cùng với tất cả các bạn học sinh. Thì một năm mới lại đến, và những cái ăn Tết, cái ngày ăn Tết xa nhà của các bạn học sinh ấy, thì nó sẽ lại nhiều thêm. Có những bạn thì năm nay sẽ là cái năm thứ 3 để các bạn đã xa nhà rồi, và cũng có những bạn thì cái năm thứ 2. Và Tết sắp đến thì cũng chúc cho tất cả các bác phụ huynh có một sức khỏe dồi dào và an tâm khi mà để con đến của các bác đến với trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Đài Bắc. Thì bọn cháu ở đây sẽ cố gắng làm sao mà giúp đỡ các bạn để các bạn hoàn thành tốt cái quá trình mà các bạn học tại trường, cũng như là các cố gắng để làm sao mà giúp đỡ các bạn để các bạn có thể yên tâm nhất khi mà các bạn học ở tại trường. Và một lần nữa xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Phát tài, trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước. Năm nay con không có về được, năm sau con sẽ cố gắng về thăm ba mẹ, lau bàn ghế cho ba mẹ ăn Tết. Năm mới an khang thịnh vượng, I love you ba mẹ. Con chào bố mẹ, năm nay lại một cái Tết nữa xa nhà rồi. Con cảm thấy vừa nhớ nhà, vừa nhớ bố mẹ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con chúc bố mẹ và anh chị ở nhà thật nhiều sức khỏe để có một công việc năm sau thật là tốt hơn năm ngoái. Năm mới, con chúc gia đình và mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Có một mùa xuân thật là ấm áp bên con. Con chào ba mẹ, chị chào các em. Tính ra là thời gian trôi qua nhanh, mới đây mà đã là cái Tết năm thứ 2 là con xa nhà rồi. Con cũng không biết nói như thế nào trong cái suy nghĩ của con, nhưng mà con suy nghĩ về ba mẹ, về các em rất là nhiều. Con rất là thương ba mẹ, thương các em. Nhiều lúc Tết đến, đi làm chỉ có lủi thủi một mình, con cũng buồn lắm, nhưng mà con không có dám nói cho ba mẹ biết, sợ ba mẹ lo lắng. Nhưng mà qua tới bên này rồi thì con đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Ba mẹ chắc hẳn bây giờ đang rất là hãnh diện vì con là người chị lớn. Lúc nào ba mẹ cũng muốn con phải tốt, phải làm việc tốt, học tốt để cho các em noi theo. Hiện tại thì con cũng mong muốn cho em Đức cũng sẽ được đến Đài Loan để cùng với con học tập, để ba mẹ không cần phải lo lắng cho em nữa. Hai chị em con cố gắng, hai chị em con lớn rồi, cố gắng học tập và để lo cho Ân với Trang nữa.
thì ba mẹ không cần phải lo. Và Tết này lại là một Tết xa nhà thì con mong ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe, đừng suy nghĩ và lo lắng cho con nhiều. Con ở bên này có các anh chị quản lý trong trường rất là chăm lo tụi con rồi. Rồi có bác, rồi bác Hoài, bác Thanh bên này dìn lọc nữa, nên là mọi người cũng rất là quan tâm lo lắng cho con. Con đâu có thiếu thứ gì đâu, ba mẹ cũng không cần phải lo. Và hy vọng rằng năm sau con có thể về thăm ba mẹ và các em. Mong rằng là con có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, do đó con sẽ đạt được cái ước mơ của mình là dẫn ba mẹ và các em, cả gia đình mình đến Đài Loan để cùng nhau đi du lịch, cùng nhau quay bên này để cho ba mẹ biết ở bên Đài Loan này con đã đi những nơi nào, con đã được ăn những món ngon như thế nào. Và con cầu chúc ba mẹ luôn được mạnh khỏe, và con yêu thương và nhớ ba mẹ và các em rất là nhiều. Năm mới, đây là năm thứ 2 con ở Đài Loan. Thì năm nay 2 năm liên tiếp con không được đón Tết cùng mẹ và mọi người ở nhà. Con chúc mọi người một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi con không được về nhà, thì con chúc mọi người thân ở nhà ăn Tết vui vẻ. Năm sau con sẽ cố gắng về chơi với mọi người. Chúc bạn bè ở nhà đừng quên tao nhé. Và đặc biệt là gửi đến chị và mẹ, những người mà đã chăm sóc mình đến hôm nay, thì con rất yêu quý mọi người. Năm mới con ở nơi xa, con muốn gửi lời chúc đến ba mẹ thật là nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe. Không có con ở bên cạnh thì ba mẹ sẽ phải luôn luôn vui vẻ, để con có thêm được nhiều là động lực, sức khỏe, để con có thể học tập thiệt tốt, để không phụ lòng ba mẹ. Chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, con yêu ba mẹ nhiều. Hey, hello mọi người, năm mới chúc tất cả mọi người, ông bà, bố mẹ luôn gặp nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Con bên này cũng cuộc sống rất là ổn rồi. Con rất là mong sau này chúc bố mẹ, anh chị ở nhà một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, con yêu mọi người. Nhân dịp năm mới sắp qua thì con ở bên Đài Loan này chúc bố và mọi người ở nhà mạnh khỏe. Thì con ở bên này thì sống rất là tốt, Đài Loan đối với con rất là tốt. Thì bố mẹ ở nhà thì cứ yên tâm công việc, với các em thì chăm sóc các em giúp con. Con đi mấy năm nữa thì con về đoàn tụ với gia đình. Chúc mừng năm mới. Nhân dịp năm mới thì con xin chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Thì đây cũng là cái Tết thứ 2 xa nhà, thì rất mong là năm sau con có cơ hội để được về ăn Tết cùng với gia đình mình. Xin chào mọi người, mình là Cẩm Tiên, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố Đài Bắc. Đây là năm thứ 2 mình đón Tết xa nhà. Nói chung là cũng có một chút quen, nhưng mà cũng chưa có quen lắm, bởi vì là mùa đông ở bên này rất là lạnh. Cho nên là nhờ các thầy cô với lại là các bạn chung lớp cùng với mình là năm nay sẽ là cùng với nhau đón Tết. Nên là mình hy vọng các bạn sẽ có bạn, cũng có bạn bè, cũng có người thân ở Đài Bắc, ở Đài Loan cùng với nhau đón Tết. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Một năm mới, nhân dịp năm mới thì con chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, luôn mạnh khỏe. Tuy là năm nay dịch bệnh con không được về nhà, nhưng mà con sẽ cố gắng ở bên này học tập và làm việc. Sẽ cố gắng học thật tốt để có được học bổng. Có hy vọng sau này có cơ hội trong một thời gian không xa sẽ được có cơ hội về nhà thăm ba mẹ. Chúc ba mẹ một năm mới vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Thị Trang, mình là sinh viên năm 2 của khoa quản lý nhà hàng. Và hôm nay đã là cái Tết thứ 2 của mình khi mà bước chân sang Đài Loan rồi. Thì tất cả những điều bỡ ngỡ đó lùi lại phía sau và dành cho mình những cái điều bất ngờ phía trước. Sau đấy thì mình xin chúc mọi người có một cái Tết 2022 thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh thầy cô, bạn bè và những người thân xung quanh mình. Chúc cho các bạn có một cái Tết thật là ấm áp và tràn ngập niềm vui. Sau đây thì mình sẽ gửi đến các bạn một ca khúc
đó chính là Mừng Xuân, đó chính là ca khúc Mừng Tết Đến. Mừng Tết đến về lúc đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sung lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành có sao được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở nơi bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chào xuân đang sang. Năm Tết đến con chúc cả nhà và những người xung quanh thân yêu của con một năm mới thật là nhiều sức khỏe, miệng lúc nào cười vui vẻ, mọi thứ đều xuân sẻ để chuẩn bị đón một năm mới thật nhiều điều ý nghĩa và đẹp đẽ. Vì điều gì con mong thì sang năm sau dịch bệnh sẽ bớt đi và có thời gian để về thăm gia đình nhiều hơn và sẽ sớm hoàn thành được cái việc học của bản thân ở bên này và về thăm gia đình. Con nhớ cả nhà rất là nhiều. Năm mới con không về được, con chúc bố mẹ ở nhà ăn Tết vui vẻ. Chúc bố mẹ năm mới ăn khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt. À, nhân dịp năm mới chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc chế làm việc thành công, chúc em học giỏi. Con rất là nhớ nhà, mong là có dịp về nhà. Hello, xin chào cả nhà. Nhân dịp năm mới con chúc mọi người mạnh khỏe, chúc bố mẹ luôn có sức khỏe, luôn vui vẻ, kiếm thật nhiều tiền. Chúc chị có thể công việc có thể thuận lợi hơn, em thì học hành ngày càng tốt hơn. Một năm mới mong mọi người luôn luôn hạnh phúc và thích nghi với cuộc sống bên này rồi. Mọi người bên này khá là vui vẻ, khá là tốt nên là con cảm thấy khá là thoải mái khi sống bên này. Mong mọi người ở nhà không cần phải lo cho con và sau khi kết thúc trường học con sẽ sớm trở về nhà trong một thời gian sắp tới. Chúc mọi người năm 2022 vui vẻ. Đầu xuân năm mới, con chúc bố mẹ, gia đình, ông bà và tất cả mọi người thân trong gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý. Con ở bên này thì học hành và công việc thì rất là tốt, ổn định. Mọi người không phải lo lắng cho con đâu, mọi người ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe. Bên trên kia máy, chúc ai ý, ta nải phú gia trọng vẹn. Lúc bên này, hết kinh cấp học hành ổn định, phúc lo được. Lươn thì chú ý sức khỏe nữa.